Hello guys. We are back. Xin chào tất cả các em. Chúng ta lại gặp nhau. Để biết chủ đề bài học ngày hôm nay là gì, cô mời các em chúng ta cùng xem một số bức tranh nhé. Rất rõ ràng rồi đúng không? và international organizations, các tổ chức quốc tế chính là chủ đề của bài 14 sách giáo khoa 12. Hôm nay chúng ta cùng đến với phần đọc hiểu reading. Cùng xem là tổ chức quốc tế nào được nhắc tới trong đoạn đọc hiểu lần này. Who are we? This isn't a story about hate. It's a story about love. We assist with the basics of life water, food, shelter. We work with communities to repair central infrastructure, like roads and water systems. We support people to support themselves through small businesses and loans. And we send war surgeons, nurses, and doctors to where they're most needed. Named in the Geneva Conventions as an authority on the laws of war, we work to regulate the use of weapons, the methods of warfare, and to ensure civilians are spared. No matter who they are or what side they're on, we treat the sick and wounded. Being an organization which is very neutral and impartial, that's what we do. So it's, it's spontaneous. You don't even have to think about it. Anybody comes with emergence, you take them in no question often first on the ground and the last to leave neutral impartial and independent we are the international committee of the red cross và the red cross tổ chức chữ thập đỏ chính là tổ chức quốc tế mà được nhắc tới trong đoạn đọc hiểu của chúng ta ngày hôm nay nào chúng ta cùng bắt đầu bài học với phần từ vựng nào, bây giờ chúng ta cùng đến với phần từ vựng. Từ đầu tiên, cô muốn giới thiệu với các em. Symbol. This is the symbol of the Red Cross. Biểu tượng. Từ này các em nhấn ở âm tiết thứ nhất. Symbol. Từ tiếp theo. Aid or help. Giúp đỡ hay là sự giúp đỡ. Aid. Từ thứ ba, dedicate or devote, cống hiến dedicate, dedicate. Chúng ta nhấn ở âm tiết thứ nhất. Từ kế tiếp, từ này thì các em chúng ta mới chỉ gặp trong chương trình 12 này, nhưng từ đồng nghĩa với nó thì lại rất quen thuộc. Catastrophe or disaster, thảm họa. Riêng từ này cô lưu ý một chút về cách phát âm. Catastrophe. Chúng ta nhấn ở âm tiết thứ hai. Catastrophe. Và trong bài này chúng ta cũng gặp một cái tính từ liên quan đến nó, diễn tả cái việc bị ảnh hưởng bởi thảm họa, disaster-stricken, disaster-stricken. Chúng ta đến với từ tiếp theo. initiate. It means cause something to begin. Khởi xướng hay là đề xuất, initiate, initiate. Chúng ta nhấn ở âm tiết thứ hai. Now next. Trong bài chúng ta có một từ khác mà hàm nghĩa của nó giống như initiate, đó chính là inspire, inspire. Từ kế tiếp, headquarters. It means main offices. Trụ sở chính, headquarters, headquarters. giống nhấn ở âm tiết thứ nhất. Appeal to somebody. It means request the public for money or help. Appeal to somebody appeal. Chúng ta nhấn ở âm tiết thứ hai. Từ này có nghĩa là kêu gọi. And the last word. Wounded. Injured by weapons. Wounded có nghĩa là bị thương mà do vũ khí gây ra. Wounded. Chúng ta nhấn ở âm tiết thứ nhất. Đó là một số từ chính cô đã lọc ra từ cái đoạn đọc hiểu của bài này. Nào. Chúng ta sẽ xem các em nhớ được gì các từ này thông qua bài tập tiếp theo, đó là bài tập tìm từ đồng nghĩa. Các em có 6 từ trên màn hình ở cột bên trái, hãy nối chúng với từ đồng nghĩa tương ứng. Các em nhìn 6 từ. Catastrophe, initiate, dedicate, aid, wounded, headquarters. Chúng ta sẽ cùng sửa catastrophe như lúc nãy chúng ta vừa nhắc nó chính là thảm họa disaster, right? Từ thứ hai, initiate, khởi xướng, đồng nghĩa với nó là inspire. Next. Dedicate, dedicate, devote, cống hiến. Aid, giúp đỡ hay là sự giúp đỡ, help. Wounded, bị thương do vũ khí, đúng không? injured. Và từ cuối cùng, headquarters, trụ sở chính, main offices. Như vậy các em thấy rằng là qua sáu cái câu và sáu từ đồng nghĩa của nó thì cô hy vọng các em sẽ khắc ghi các cái từ này bởi vì theo cấu trúc của đề thi Trung học phổ thông quốc gia chúng ta luôn có hai câu về phần đồng nghĩa. Do đó các em cố gắng ghi nhớ nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập tiếp theo, bài tập true false. Read the passage and decide whether the following statements are true or false. Trên màn hình các em có 4 câu, cô sẽ lần lượt đọc từng câu để các em có thời gian quan sát. Number 1. The Red Cross is aimed at providing medical aid and other help to victims of natural disasters. 2. The foundation of International Red Cross was inspired by a Swiss man called Henry Dunant. 3. The symbol of the Red Cross has three colors. For The International Red Cross has its headquarters in Geneva, Switzerland. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng câu. Câu thứ nhất À, vì cái giới hạn của màn hình cũng như của slide và cái thời lượng cho phép của một tiết học trên truyền hình nên cô không thể đưa toàn bộ cái đoạn đọc hiểu của bài này cho các em các em có thể xem trong sách giáo khoa cho kỹ và đối với từng câu này thì cô sẽ giới hạn lại thành một cái đoạn ngắn hơn để các em dễ tìm chứng cứ cho mỗi câu nhé câu thứ nhất các em quan sát trên màn hình The Red Cross is aimed at providing medical aid and other help to victims of natural disasters. Câu này người ta muốn nói cái mục đích của Hội chữ thập đỏ là cung cấp những cái hỗ trợ về y tế cũng như các giúp đỡ khác cho các nạn nhân chịu thiên tai. Chúng ta xem thử cái keyword trong câu này chính là providing medical aid and other help to victims of natural disasters. Vậy thì hãy nhìn qua đoạn văn để xem chỗ nào trong đoạn văn nó có ý tương tự như vậy. Đó chính là hai dòng cuối của đoạn này. Các em hãy nhìn trên màn hình. Thì chúng ta thấy có provide medical aid, tức là give medical aid other help to victims of natural disaster. Thì trong đoạn văn cái natural disaster người ta thể hiện rất rõ đó chính là cái major disaster such as floods Earthquakes, epidemics and famines Những cái thiên tai mà người ta kể ra như là lũ lụt, động đất, dịch bệnh hoặc là nạn đói Do đó câu 1 này true Chúng ta chuyển sang câu số 2 The foundation of international Red Cross was inspired by a Swiss man called Henry Dunant Câu này người ta nói rằng Việc thành lập Hội chữ thập đỏ quốc tế được khởi xướng bởi một người Thụy Sĩ tên là Henry Dunant. Chúng ta xem đoạn văn chỗ nào có nhắc đến điều đó. Các em hãy nhìn ở dòng 1 2 của đoạn văn thì chúng ta thấy foundation nó tương đương với founding, right? Inspire thì trong này nó có một cái từ liên quan đó là initiative. Chúng ta có initiative là danh từ của initiate, khởi xướng. Từ này có nghĩa là cái đề xuất cái ý tưởng khởi xướng. Vậy thì hai câu này hàm ý nó hoàn toàn như nhau. Do đó câu số 2 của chúng ta true. Chúng ta đến với câu số 3. The symbol of the red cross has three colors. Biểu tượng của hội chữ thập đỏ có 3 màu. Chúng ta xem chỗ nào trong đoạn văn này nhắc đến cái biểu tượng của hội chữ thập đỏ. Đó chính là hai dòng cuối của đoạn văn đúng không? Các em thấy người ta nói biểu tượng của cái tổ chức này đó là the white flag bearing a red cross, lá cờ trắng có chứa một cái chữ thập màu đỏ, chứng tỏ nó chỉ có hai màu, two colors. Do đó câu này false. Chúng ta đến với câu thứ tư. The International Red Cross has its headquarters in Geneva, Switzerland trụ sở chính của hội chữ thập đỏ quốc tế là ở Geneva Thụy Sĩ. Vậy thì chúng ta xem trong đoạn văn nằm đâu? Rất rõ ràng, ngay ở dòng đầu tiên của đoạn thì rõ ràng trụ sở của nó là ở Geneva Thụy Sĩ. Câu này hoàn toàn true. Như vậy đó là bài tập về true false. Chúng ta đến với bài tập tiếp theo, bài tập trả lời câu hỏi. Các em sẽ có tất cả 4 câu hỏi và chúng ta chọn phương án đúng nhất cho câu trả lời ở bốn câu hỏi này. Cô cũng như vậy sẽ đọc từng câu hỏi. Chúng ta cùng nhìn câu thứ nhất. How many countries in the world have national Red Cross societies? A. 186. B. 12. C. 198. D. 174. Câu hỏi thứ hai. What is the mission of the Red Cross Federation? A. To carry out research on medical development. B. To improve the lives of vulnerable people. C. To hold international medical conferences. D. To improve international health care. Câu số 3. When was the first Geneva Convention signed? A. 1991. B. 2004. C. 1864. D. 1859. Câu thứ 4. What are the advantages of having National Red Cross Societies? A. Helping victims of the Asia tsunami in 2004 survive. B. Giving places for the people who lost families and livelihoods. C. Helping the injured be rapidly killed. D. Sending aid and support quickly. to any places where there are disaster-stricken people. Chúng ta sẽ cùng nhau sửa từng câu nhé. Câu thứ nhất, các em quan sát trên màn hình. How many countries in the world have national Red Cross societies? A. 186 B. 12 C. 198 And D. 174. Chúng ta hãy nhìn vào đoạn văn bên dưới để xem chỗ nào nói đến cái số lượng hội chữ thập đỏ ở các quốc gia. Các em dễ dàng tìm thấy nó nằm ở dòng 23. The total number of National Red Cross Societies from all over the world has mounted to 1,086. Số lượng hội chữ thập đỏ trên toàn thế giới đã lên đến con số 186. Như vậy, đáp án của chúng ta phải là đáp án A. One hundred and eighty-six. Chúng ta đến với câu số hai. What is the mission of the Red Cross Federation? A. To carry out research on medical development. B. To improve the life of vulnerable people. C. To hold international medical conferences. D. To improve international healthcare. sứ mệnh nhiệm vụ của hội chữ thập đỏ là gì câu a tổ chức các cuộc nghiên cứu về phát triển y học câu b cải thiện cuộc sống của những người chịu tổn thương câu c tổ chức các buổi hậu thảo khoa học mang tầm quốc tế hay câu d là cải thiện chăm sóc sức khỏe quốc tế Chúng ta cùng nhìn đoạn văn bên dưới để xem chỗ nào nhắc đến cái nhiệm vụ của hội chữ thập đỏ. Đó chính là dòng gần cuối của đoạn văn. The Federation's mission is to improve the lives of vulnerable people. Chắc chắn chúng ta chọn được đó là câu B. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu tiếp theo. When was the first Geneva Convention site? A. 1991 B. 2004 C. 1864 D. 1859 cái hiệp ước Geneva đầu tiên được ký kết khi nào chúng ta có bốn mốc thời gian các em quan sát trên màn hình và đoạn văn bên dưới chúng ta cùng tìm xem nó nằm ở đâu trong đoạn văn nhắc đến cái thời gian mà ký kết hiệp ước này đó chính là dòng năm sáu của đoạn văn. A conference was held in Geneva in 1864 and official delegates of 12 nations signed the first Geneva Convention. Một cuộc hội thảo đã được tổ chức ở Geneva năm 1864 và đại biểu của 12 quốc gia đã cùng ký kết cái hiệp ước Geneva đầu tiên. Như vậy chứng tỏ hiệp ước này được ký vào năm 1864. What are the advantages of having national Red Cross societies? A. Helping victims of the Asia tsunami in 2004 survive. B. Giving places for the people who lost families and livelihoods. C. Helping the injured be rapidly killed. D, Standing Aid and support quickly to any places where there are disaster-stricken people. Những thuận lợi mà các cái hội chữ thập đỏ quốc gia này mang lại là gì? Câu A, giúp đỡ các nạn nhân của trận sóng thần ở châu Á năm 2004 sống sót. Câu B, tạo chỗ ở cho những người mà mất gia đình và nơi sinh sống. Câu C giúp đỡ những người bị thương được chữa trị nhanh chóng. Hay câu D, kịp thời hỗ trợ giúp đỡ cho bất cứ nơi nào mà có những người chịu ảnh hưởng bởi thảm họa. Chúng ta hãy xem đoạn văn bên dưới và tìm thử chứng cứ nó nằm ở đâu cho cái câu hỏi này. Vậy các em thấy là ở dòng 2, 3 nó có nhắc đến cái thuận lợi đó help and support are able to be rapidly sent to wherever there are victims of catastrophe. Như vậy trong dòng 3 này các em thấy rõ help and support chính là cái add and support ở câu D. Đúng không? Và any places where there are disaster stricken people chính là tương đương với wherever there are victims of catastrophe ở trong đoạn văn. Như vậy đáp án D là đáp án đúng của chúng ta. Chúng ta vừa đi qua phần trả lời câu hỏi. Bây giờ cô muốn các em sẽ cùng củng cố lại bài học này các phần chúng ta vừa làm thông qua summary. Nhắc tới hội chữ thập đỏ thì chúng ta nghĩ tới symbol, biểu tượng là gì? Two colors, right? White flag and red cross. Có một cái lá cờ trắng và cái chữ thập màu đỏ. Headquarters where? Trụ sở chính của nó ở đâu? in Geneva, Switzerland. How about initiator? Initiator means the person who initiates. Cái người mà đã đề xuất khởi xướng ra hội chữ thập đỏ. Henry Dunant. Vậy thì cái mốc thời gian này như thế nào? 1864 chính là cái thời gian mà hiệp ước Geneva đầu tiên được ký. Mission. Nhiệm vụ của hội chữ thập đỏ là gì? lúc nãy chúng ta đã nói chính là cải thiện cuộc sống của những người mà đã chịu tổn thương vậy con số này thì thế nào 186 chính là cái số quốc gia mà có hội chữ thập đỏ advantages thuận lợi thì chúng ta vừa mới nhắc trong bài tập lúc nãy luôn chính là để kịp thời hỗ trợ cho những cái người dân mà ở các cái vùng mà người ta chịu thảm họa như vậy đó là cái phần summary để các em nhớ kỹ hơn cái bài tập chúng ta vừa làm vừa rồi và đây là bài tập về nhà hãy vận dụng tất cả những kiến thức các em vừa học những gì các em nhớ được áp dụng vào trong cái sơ đồ tư duy này với ba cái gợi ý trên màn hình information activities people involved in the activities Cô nghĩ rằng chỉ cần các em hoàn thành được cái sơ đồ tư duy này Nghĩa là các em đã nhớ kỹ, nhớ sau những gì chúng ta học Trong cái bài 14, bài Reading, chủ đề International Organization ngày hôm nay Và bài học hôm nay của chúng ta đến đây là hết Cảm ơn tất cả các em đã cùng tham gia với cô Xin chào và hẹn gặp lại